Ví dụ cái việc đi rửa xe ô tô mất 1 tiếng đồng hồ mà số tiền đem lại là 0 đồng. Và cái việc thứ hai, gọi điện thoại cho một khách hàng A, thời gian là mất 10 phút nhưng số tiền đem lại có thể là 50 triệu. Thế thì bạn sẽ làm cái việc gì? Bạn hiểu điều tôi chia sẻ không ạ? Thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ tiếp bạn cái bí quyết số 2 để bạn có thể trở thành một cái người có cái hiệu suất cao, một cái người có năng suất cao, được chưa? Một cái người mà có thể thành công gấp 3, gấp 5, gấp 10 người bình thường. Đấy. Tức là ở đây tôi chia sẻ bạn, đây là cái thói quen của những người thành công. Và câu hỏi dành cho bạn là liệu bạn sẽ nhớ được việc này trong vòng bao lâu? Có một số anh em bạn chỉ áp dụng đâu đó khoảng độ, tôi ví dụ như là được 1 tuần, sau đó bạn quên. Một số anh em có thể áp dụng được 1 tháng và sau đó bạn quên. Tôi may mắn được có cái người chú đó là tổng giám đốc của một cái tập đoàn chỉ dẫn cho mình, và tôi đã áp dụng nó trong vòng 10 mấy năm rồi. Đấy. Nên tôi chia sẻ với bạn ở đây ở góc độ là thói quen, chứ nó không phải là ở kiến thức, không chỉ là ở tư duy. Rồi thế bây giờ tôi sẽ chia sẻ với bạn tiếp cái bí quyết số 2. Đấy. Tôi nhắc lại này, bạn hãy tự hỏi mình là chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn gấp 2 lần năng suất hoặc gấp 3 lần năng suất. Đấy. Như thu nhập của bạn tăng gấp đôi, gấp 3 hoặc gấp 10 lần. Đấy. Thì bạn sẽ kiếm được thêm bao nhiêu tiền? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ sang cái bí quyết số 2 để bạn có thể trở thành một cái người năng suất cao. Nhắc lại này, hầu hết những người chủ doanh nghiệp năng suất kém thường thất bại trong kinh doanh. Đấy. Và ở đây chúng ta có gần 400 bạn, có thể bạn đang là chủ doanh nghiệp, có thể bạn là khởi nghiệp, có thể bạn là đang đi làm ở một cái công ty nào đó. Tuy nhiên những cái bài học này có thể áp dụng cho không chỉ chủ doanh nghiệp mà cả những người khởi nghiệp và cả những người đang theo đuổi thành công. Đó. Thì cái bài học số 2 đây mà tôi muốn chia sẻ với bạn, hầu hết mọi người gặp sai lầm khi họ nói về quản lý thời gian. Tức là như này, thời gian là thứ chúng ta, tôi chia sẻ với bạn, người ta gọi cái khái niệm là chính xác này, một ngày chúng ta chỉ có 24 giờ thôi. Và bạn dù có là thần tiên, bạn có là tài giỏi đến mấy, bạn cũng không thể nào tạo ra thành 26 giờ. Đấy. Như vậy khái niệm về quản lý thời gian ở đây là không chính xác. Bạn nên sử dụng một khái niệm khác. Và tôi chia sẻ với bạn, cái phương pháp này tôi đã nói với rất nhiều người rồi. Đấy. Cái phương pháp này như sau. Tôi chia sẻ với bạn, nhờ phương pháp này mà có những người đã nói chuyện với tôi là chỉ nhờ phương pháp này thôi mà họ đã kiếm được thêm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Đấy. Và với một số chủ tập đoàn, họ nói với tôi là chỉ nhờ cái phương pháp này mà họ đã có những cái mà gọi là những cái hành động, những cái quyết định và kiếm được hàng tỷ đồng mỗi tháng khi sử dụng cái phương pháp này. Cái phương pháp này rất hay, và phương pháp này bạn không được đọc trong bất kỳ một cái quyển sách về quản lý thời gian nào cả. Đấy chứ? Thì ở đây tôi chia sẻ với bạn là cái phương pháp mà tôi sắp chia sẻ với bạn ở đây thì nó như sau, bạn có thể ghi xuống. Thứ nhất là cái chúng ta có thể tách làm 3 cột rồi. Nhà hỗ trợ có thể kẻ làm 3 cột, chúng tôi là 3 cái cột, được chưa? Thế cột thứ nhất này, đấy, ví dụ chúng ta có 3 cái cột, cột thứ nhất, cột thứ hai và cột thứ ba. Thế cái cột thứ nhất là danh sách công việc, bạn có thể ghi xuống 50 công việc mà bạn sắp làm, thậm chí một số bạn có 100 công việc sắp làm thì bạn cũng ghi xuống. Tôi ví dụ thế nào là công việc sắp làm. Ví dụ bạn có cái ô tô, bạn đi rửa cái ô tô cũng là một việc sắp làm. Bạn ra mở thêm một cái tài khoản ngân hàng cũng có thể gọi là một việc sắp làm, được chưa? Tôi ví dụ như là bạn đi gặp một đối tác cũng có thể là một việc sắp làm. Đấy. Bạn đi họp công ty cũng có thể là một việc sắp làm, được chưa? Bạn đưa con bạn đi chơi cũng có thể là một việc sắp làm. Ngay bây giờ hãy thử viết xuống 50 việc bạn sắp làm và 100 việc sắp làm. Rồi, đây là cột thứ nhất. Bạn có thể đánh số từ 1 đến 50 hoặc từ 1 đến 100. Đấy, tất cả những việc mà bạn sắp làm. Tôi chia sẻ với bạn đây, nếu bạn viết ra được 50 việc hoặc 100 việc, bạn đã hơn rất nhiều so với lại hầu hết mọi người. 80% hầu hết mọi người là họ không có thói quen ghi danh sách công việc cần làm. Được chưa? Đấy. Làm xong việc nào, gạch việc đó đi. Đấy. 80% mọi người không có cái thói quen đó. Đấy. Rồi, ghi một cái danh sách 50 việc hoặc 100 việc sẽ làm. Ok, bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Ghi một cái danh sách. Rồi. Làm xong việc gì, gạch việc đó đi, bạn đã hơn người khác rồi. Đấy ạ. Rồi. Và câu hỏi dành cho bạn là bạn đã có cái thói quen đó hay chưa? Rồi. Thì cái bài học đây mà tôi muốn chia sẻ cho bạn là gì? Là bài tập số 1 nhá. Cái cột đầu tiên, lập danh sách 50 công việc cần làm. Tiếp theo này. Tiếp theo, Hầu hết mọi người lập danh sách công việc cần làm 50 việc, 100 việc và thấy nhiều việc quá rồi đi ngủ, bởi vì là thấy nhiều việc quá nhiều việc. Đặc biệt với những chủ doanh nghiệp mà đã ở trình độ kinh doanh cao, thường khối lượng công việc rất nhiều. Đấy. Các cuộc họp phòng ban, các cuộc họp lãnh đạo, các cuộc họp với đối tác, họp hội đồng quản trị, đại hội cổ đông, vân vân, rất là nhiều việc. Đấy nhỉ? Rồi là đi học tập phát triển cá nhân, đúng không ạ? Đấy, rồi là đi đào tạo cho đội ngũ của mình, vân vân. Đấy, rất là nhiều việc. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là cái sai lầm của nhiều người là họ không có làm cái cột thứ hai. Cái cột thứ hai ở đây là gì? Một số người nói là cái deadline cũng ok thôi, tốt, và cái đấy tốt. Tuy nhiên tôi chia sẻ với bạn, cái cột thứ hai ở đây nó là tiền. Ví dụ nếu mà cái việc mà gọi là, ví dụ việc đi rửa xe ô tô chẳng hạn, thì số tiền tiềm năng có thể đem lại cho tôi là bao nhiêu? 0 đồng. Bạn hình dung điều đó không ạ? Ví dụ một cái việc thứ hai là gặp gỡ một đối tác, số tiền ví dụ mình ước lượng này, đấy, 2 tỷ đồng. Ví dụ cái hợp đồng đấy nếu ký được 2 tỷ đồng, hoặc một số bạn ký được cái hợp đồng đấy được 2 triệu đô. Đấy ạ. Rồi ví dụ một cái việc khác, tôi ví dụ như là một bạn là gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng A, cái cột công việc gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng A, thì cái cột tiền ở đây, nếu cái khách hàng đấy mình gọi mình chốt được chẳng hạn, ví dụ một bạn ghi vào đấy là được 50 triệu đồng. Rồi thì cái cột thứ hai mà bạn cần làm ở đây ấy, là cần phải tính tiền cho công việc đó. Rồi nhờ hỗ trợ có thể là nó minh họa bằng cái hình ảnh cho các bạn ấy dễ nhìn. Đấy chưa? Đấy. Cột thứ nhất là công việc, cột thứ hai là tính tiền. Đấy chưa? Tính tiền cho cái công việc đó. Đấy. Và cái cột thứ ba thì bạn có thể là gọi là thời gian. Thời gian ở đây được hiểu theo hai nghĩa là mất bao lâu để hoàn thành cái công việc đó, hoặc là thời hạn chót là ngày nào. Rồi thì tôi đọc lại này, thứ nhất là công việc, thứ hai là tiền, và thứ ba là thời gian. Đấy chưa? Bây giờ sau khi có cái bảng này và câu hỏi dành cho bạn, rồi cột thứ ba là cột thời gian. Đấy, nhớ hỗ trợ thêm cho anh em vào cột thứ ba thời gian. Ví dụ cái việc đi rửa xe ô tô mất 1 tiếng đồng hồ và số tiền đem lại là 0 đồng. Và cái việc thứ hai gọi điện thoại cho một khách hàng A, thời gian là mất 10 phút, nhưng số tiền đem lại có thể là 50 triệu. Thế thì bạn sẽ làm cái việc gì? Bạn hiểu điều tôi chia sẻ không ạ? Với tôi, ví dụ cái công việc đi rửa xe ô tô, tôi sẽ nhờ một người khác, tôi sẽ bảo gọi ngay một ông nhân viên, đây đi rửa xe ô tô cho anh, tôi không muốn làm công việc đó vì nó mất 1 tiếng đồng hồ và không đem lại bất kể cái kết quả gì. Ở đây tôi nhắc lại sai lầm của mọi người sử dụng khái niệm về quản lý thời gian, và ở đây chúng ta phải sử dụng khái niệm là quản lý cái sự ưu tiên. Rồi bạn hãy ghi cái điều đó vào, không phải là quản lý thời gian mà là quản lý cái sự ưu tiên. Đấy ạ. Rồi và đấy là cái bài học mà tôi chia sẻ với bạn, là những cái phương pháp của những người đã kiếm được nhiều triệu đô. Sai lầm của hết mọi người là gì? 1. Không lập danh sách công việc cần làm. 2. Không tính tiền. Và 3. Không tính thời gian rồi cho công việc của bạn. Đấy. Thì hãy lưu ý cái bài học này. Đấy. Và bạn nhớ này, thành công là kết quả của thói quen. Đấy chưa? Ok, xin mời các bạn có 1 phút để ghi cái điều này xuống. Rồi hãy ghi cái điều đó vào trong cái sổ thông thái của bạn. Đấy chưa? Cái bài học này nó có thể là như này, bạn học 1 lần và bạn dùng 20 năm trong cuộc đời của bạn. Bạn không tìm thấy cái bài học này ở trong bất kỳ cái quyển sách nào về năng suất và quản lý thời gian. Đấy, tôi khẳng định bạn luôn. Rồi. Và đây tôi chia sẻ với bạn là như này, ăn nhau nó sẽ nằm ở phần vận dụng. Đấy chưa? Bạn có vận dụng nó hàng tháng, hàng năm, hàng ngày hay không? Rồi. Nhắc lại này, chúng ta không sử dụng khái niệm quản lý thời gian, chúng ta sử dụng khái niệm quản lý cái sự ưu tiên. Đấy chưa? Quản lý sự ưu tiên. Rồi bạn hãy comment vào ô chat đi ạ, quản lý sự ưu tiên. Đó. Chứ không phải là quản lý thời gian. Chúng ta luôn có đủ thời gian để làm những công việc quan trọng. Việc quan trọng ở đây được định nghĩa là gì? Trong nhiều trường hợp cái định nghĩa chính của nó ở đây có thể là như này, tạo ra nhiều tiền. Đấy, trong một khoảng thời gian là ngắn nhất, hoặc đó là một cái việc vô cùng quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai của bạn. Tất nhiên chúng ta luôn có những cái ngoại lệ, có những cái công việc thậm chí tiền không có đồng nào hết ấy, nhưng chúng ta vẫn phải làm. Đấy. Tôi ví dụ bạn đi thăm một cái người bạn thân bị ốm. Đấy. Hay là bị gọi là bị bệnh ở trong bệnh viện, và có thể tiền ở đây là $0. Đấy, nhưng đó là một cái khía cạnh khác. Đấy, có những việc có thể không có tiền nhưng mà chúng ta vẫn làm. Nhưng về cơ bản ở đây, với những bạn muốn kinh doanh thành công, với những bạn muốn khởi nghiệp thành công, với những bạn đang là chủ doanh nghiệp đấy, thì cái sự quan trọng ở đây nên được định nghĩa bằng tiền, thời gian và công sức. Đấy, rồi